Thưa các bạn, cũng như bạo lực gia đình, nói chung bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục của bản dạng giới là vấn nạn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với những người đồng tính. Mong muốn cho cộng đồng hiểu rõ hơn về vấn đề này, vào lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam số 53 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra cuộc hội thảo chuyên đề bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục và bản dạng giới. Sau đây xin mời các bạn cùng phóng viên của chương trình chia sẻ với hai bạn tham gia hội thảo xung quanh vấn đề này. Là một người trong giới, cảm nhận của bạn sau khi tham dự hội thảo này là gì? Em đánh giá rất cao về ban tổ chức đã tổ chức được một cái hội thảo như vậy để đưa ra những cái vấn đề đồng tính đến với lại các cơ quan nhà nước cũng như là những cái tổ chức mà đang làm việc tại Việt Nam về quyền cũng như là về bạo lực gia đình. Thì chúng ta cũng có thể thấy là đại diện về cơ quan của khối nhà nước cũng đã khẳng định và xác nhận những cái hiện tượng đồng tính có thật đang hiện hữu tại Việt Nam, và người ta cũng muốn để có thể là xem xét vấn đề này một cách theo định hướng của khoa học, theo cách của khoa học nhìn nhận, cũng như là để làm sao đưa ra những cái chính sách phù hợp. Và em cảm thấy là mặc dù vấn đề mới chỉ khơi ra được một phần thôi, nhưng mà những cái vấn đề này cũng đã có thể chứng minh được rằng các tổ chức nhà nước cũng đã bắt đầu để ý đến nhóm đối tượng đồng tính, và đưa nhóm này là một trong những cái nhóm mà có thể đưa ra những cái hoạt động để hỗ trợ về quyền của người đồng tính. Mình cũng thấy là rất là có ý nghĩa, vì là trước hết là vì là cái bạo lực gia đình này là cái vấn đề rất là nan giải, mà từ trước đến giờ là cũng có rất là nhiều những cái tổ chức mà đã tham gia về cái vấn đề này. Nhưng mà hôm nay mình thực sự là mình cũng là đây là lần đầu tiên mình được tham dự cái buổi hội thảo như thế này, thì mình rất là có ích với bản thân mình, vì là mình cũng làm ở trong mình cũng làm ở trong cái lĩnh vực MSM ở tại Hải Dương, thì có thể là mình qua cái buổi hội thảo này mình về mình có thể mình chia sẻ được với những bạn bè mình, hoặc là có những người là giúp đỡ, thì mình ở trên cái cơ sở mình hiểu biết thì mình có thể giúp đỡ được những cái gia đình là muốn biết thì mình có thể mình giới thiệu được, hoặc là giới thiệu đến các những cái tổng đài tư vấn, mình có thể giới thiệu mọi người đi đến những cái, qua cái buổi này thì mình cũng cảm thấy là cũng cần thêm nhiều những cái cuộc hội thảo như thế này nữa để cho mọi người biết đến nhiều hơn. Bạn nhận thấy tình trạng bạo lực gia đình trên xu hướng tình dục hiện nay như thế nào? Hiện nay thì cái vấn đề về bạo lực trong những người đồng tính cũng như trong gia đình thì như các nghiên cứu đã chỉ ra thì nó cũng đã có những cái hiện tượng về bạo lực gia đình, và đứng trên với vai trò là một người trong cộng đồng thì em cũng nhìn nhận đây có thể là một cái vấn đề rất là mới, tại vì lần đầu tiên có những cái nghiên cứu đưa ra vấn đề bạo lực gia đình trong những người đồng tính, và để làm sao đưa ra những cái khuyến nghị để hỗ trợ tốt nhất cho những cái người đồng tính, để thứ nhất là họ đang gặp phải cái kỳ thị rất lớn trong gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội, và làm sao để có những cái chương trình can thiệp phù hợp. Và em với bản thân em thì em đánh giá rất là cao những cái chương trình, những cái nghiên cứu đã chỉ ra về cái hiện tượng bạo lực gia đình. Hiện nay thì cái bạo lực gia đình về những người đồng tính đấy, thì mình cũng ở Hải Dương thì mình cũng vẫn cũng biết thì cũng ít. Những hành vi bạo lực mà các bạn đồng tính gặp phải là gì? Mới đầu thì cũng họ cũng bị áp lực về phía gia đình. Thế nhưng về phía gia đình và họ như một MSM thì mình ở cộng đồng của em ở Hải Dương ấy, thì họ cũng mới đầu thì họ coming out ra thì cũng bị gia đình là hắt hủi, và các bạn ấy cũng đã phải đi lên Hà Nội làm việc một thời gian. Về sau thì gia đình cũng hiểu và thông cảm được từ mẹ, rồi là bố, rồi là anh ở trong gia đình ấy, thì họ cũng rất thông cảm, và hiện bây giờ thì cả những anh chị hay là các chú các bác thì cũng đều biết hết, nên là cũng rất là thông cảm, và hiện tại bây giờ bạn ấy cũng đang sống rất là hạnh phúc bên gia đình và một người gọi như là bạn trai của bạn ấy. Theo bạn, mạng lưới truyền thông có vai trò như thế nào trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực này trong xã hội?
Thật ra thì em đánh giá rất cao cái sự tham gia của báo chí trong trong những cái hoạt động dành cho những người đồng tính. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, tức là báo chí có những cái mặt tích cực, tuy vậy bên cạnh đó báo chí còn những cái mặt hạn chế. Và khi mà đã hiểu được những cái nguyên nhân là tại sao báo chí lại có mặt hạn chế khi mà đưa thông tin một cách không tích cực về người đồng tính, tại vì thứ nhất là do thiếu thông tin, và thứ hai nữa là chúng chưa có những cái kênh truyền thông, cũng như là chưa có cách kênh nào cung cấp thông tin một cách chính thống cũng như là đầy đủ nhất cho giới báo chí truyền thông. Do vậy là cái thông tin nó còn đưa bị sai lệch. Khi mà có những cái hoạt động mà cung cấp thông tin cho báo chí hoặc là để báo chí tiếp xúc trực tiếp với những cái hoạt động đang diễn ra của một cộng đồng đồng tính, thì báo chí sẽ có cái nhìn nó tích cực hơn và đúng đắn hơn. Và chỉ cần đưa những cái thông tin đúng đắn thì lúc đó thì cái giới truyền thông của chúng ta đã có một cái gì rất là tích cực rồi. Em bản thân em thì em không có ác cảm với báo chí, tại vì để mà những cái hoạt động của người đồng tính, để cộng đồng hiểu rõ người đồng tính, thì báo chí là một trong những cái thành phần rất là quan trọng để hỗ trợ cho người đồng tính có thể là giảm cái kỳ thị phân biệt đối xử. Nhưng mà cũng phải nhìn nhận cái vấn đề là báo chí đang là một trong những thành phần hỗ trợ tích cực cho những cái hoạt động của người đồng tính. Ngoài truyền thông, theo bạn cần có những biện pháp nào khác để giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục của bạn dạng giới? Theo mình thì bên cạnh những cái truyền thông thì cái việc mà những cái hoạt động về hỗ trợ, về tư vấn hay là về những cái hoạt động của bên phía hội phụ nữ hoặc là những cái tổ chức phi chính phủ đang làm hiện nay để đưa ra những cái nghiên cứu, đó là một trong những cái hoạt động bước đầu để chúng ta đánh giá là cái hoạt động, cái bạo lực gia đình nó đang hiện hữu. Và từ đó thì chúng ta mới có những cái chương trình triển khai, ví dụ như là những cái chương trình câu lạc bộ bạn giúp bạn để hỗ trợ tâm lý cho người đồng tính để họ vượt qua những cái về kỳ thị hoặc là về những cái bạo lực. Hay bên cạnh đó thì những cái hoạt động ví dụ hỗ trợ cho những cái cha mẹ cho người đồng tính thì cũng đã góp phần để làm sao cho người đồng tính họ bớt cái sự bạo lực trong gia đình. Và thứ ba nữa là ví dụ như là những cái diễn đàn cho cha mẹ của người đồng tính á, thì ở đó cha mẹ được cung cấp thông tin. Khi mà người ta đã hiểu thông tin rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta hiểu về vấn đề gì đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn nó một cách tích cực hơn. Và em nghĩ là khi mà cha mẹ đã được cung cấp thông tin rồi thì cha mẹ nào cũng thương con, đúng không ạ? Khi mà họ hiểu đúng về con mình thì lúc đó thì cái kênh truyền thông giữa hai bên thì nó cũng xuyên suốt hơn. Và cha mẹ hiểu của con thì cha mẹ cũng có thể là cái tình trạng bạo lực trong gia đình thì nó cũng sẽ được giảm. Và đặc biệt là người ta chưa đưa ra bất cứ một cái số liệu thống kê nào là cái tình trạng bạo lực trong những cái cặp đôi đồng tính, thì cái hiện tượng này nó chưa có chứng cứ, thế nên là em cũng chưa có bất cứ một cái nhìn nhận hay cái đánh giá nào. Qua buổi hội thảo này, bạn sẽ làm gì để các bạn trong câu lạc bộ và người thân gia đình của họ nhận thức đúng hơn về vấn đề người đồng tính nhằm giảm tình trạng bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục ở mức độ thấp nhất? Qua cái cuộc hội thảo này, trong tương lai thì mình cũng rất là muốn về câu lạc bộ và cũng muốn có một buổi nói chuyện thôi, gọi là chỉ là gọi nói chuyện với các MSM trong cộng đồng này, hoặc là mời thêm một số ban ngành, đoàn thanh niên này, rồi là hội phụ nữ, mới tất cả nhờ một chuyên gia nào đó hay nhờ một người nào đó về để nói về bạo lực gia đình trên xu hướng tình dục. Các bạn thân mến, với những chia sẻ của hai bạn trong buổi hội thảo trên đây, chúng ta đã nhận thấy được tình trạng bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục và bản dạng giới đang là nỗi đau không của riêng những người trong giới mà của tất cả những người quan tâm đến cuộc sống và quyền của người đồng tính. Bên cạnh đó, hội thảo cũng ghi nhận những nỗ lực cố gắng nhất định của các tổ chức xã hội, dân sự, phi chính phủ, các ban ngành đoàn thể đối với việc giảm thiểu sự kỳ thị, phân biệt, đối xử và bạo hành đối với người đồng tính. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những hội thảo có ý nghĩa như thế để các tổ chức cá nhân cùng chung tay đẩy lùi vấn nạn này trong xã hội.